Hi, xin chào tất cả mọi người. Lâu lâu mình sẽ khoe những cái thành tích của mình trong những năm vừa qua. Thì đây là kết quả của mấy năm vừa qua mọi người này. Mọi người thấy trái đã chưa? Đấy, đứng góc này nhìn hơi bị phê. Đã giới thiệu với mọi người, đây là bơ TA21. Mình ghép trên gốc của cây bơ thực sinh được gần tròn 2 năm. Tính cho tới thời điểm tháng 8 dương lịch thì nó sẽ vừa tròn 2 năm. Năm ngoái là năm đầu tiên thu bói, như là trái không có nhiều. Mãi năm nay thì trái nó ok. Đây mọi người xem. Trái này đã chưa? Đó. Cây này là cây gọi là có cái độ tán vừa, trung bình vừa. Còn có những cái cây tán tán nhỏ. Đây mọi người xem này. Đó. Trái cũng chi chít. Ngoài ra ở cành giữa mọi người, ở cành dưới mọi người này. Trái nhiều lắm. Rồi có cây mình sẽ quay cho mọi người. Đấy cây kia kìa. Đó. Lát nữa mình sẽ đi từng cây cho mọi người xem. Thì vì nó cũng ít, cũng có ba mấy bốn chục cây. Một nửa mình làm 034, còn một nửa là làm TA21. Đây mọi người xem này. Trái đã chưa? Đây nữa này. Tính tới thời điểm hiện tại thì mình chưa có phun thuốc cho nó mọi người ha. Sâu rồi nấm rồi bọ xít muỗi này kia là mình cũng chưa phun gì hết. Trái thì quá trời luôn, kinh khủng luôn. Cây này chắc phải cũng hơn tạ mọi người. Vì cái lượng trái như thế này thì mình nghĩ chắc cũng hơn tạ. Chỉ sợ là nó rụng thôi, chứ còn nếu mà còn neo cái lượng trái này thì cây cỡ cây này thì tạ là điều hiển nhiên, không chạy đâu cho thoát được. Cây như thế này thì mình có được cỡ khoảng bốn chục cây thôi mọi người ạ. Còn lại bốn mấy cây là cây bơ 034 mình trồng sen, làm sen cà phê như thế này mọi người này. Đấy mọi người thấy không? Và mình để ý hầu như là bơ, nếu mà bơ 034 với bơ TA21 này chúng ta trồng sen với cà phê thì nó cực kỳ hợp mọi người. Nó ăn ké phân của cà phê đó. Mình bón phân cho những cái cây cà phê xung quanh đây mọi người này. Mình bón nhiều nhiều một xí thì cái rễ của cái bơ nó sẽ ăn ké. Quá đã. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tục đi đi xem những cái cây khác, những cái cây nhỏ hơn và những cây lớn hơn, xem cái độ sai trái của cái dòng bơ này mọi người ha. Ok, đi thôi. Cực kỳ sai quả luôn đó mọi người ha. Đây. Đấy mọi người thấy không? Quả cực kỳ nhiều luôn. Đây mọi người thấy trên kia không? Đầy luôn, chi chít luôn ha. Bơ này được gọi là bơ TA21 mọi người. Bơ sáp. Nhìn sơ qua thì chúng ta có thấy nó đôi nét khá là giống bơ bút này. Rồi cũng có nét của bơ rít. Trái thì vô địch. Cơ bản là cây này là cây mình ghép được gần 2 năm tuổi. Tính tới tháng 8 là sẽ được 2 năm mọi người ha. Là tròn 2 tuổi đấy. Thì cái lượng trái này, cây này nó phải cả gần cả tạ đấy mọi người. Nếu như mà nó không không có rụng nhiều ha. À, bây giờ là trái thì cũng chắc được 2-3 lạng rồi.
Đấy. Cực kỳ đã luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp những cái cây khác. Đây nữa mọi người nhé. Trái này. Mọi người thấy không? Cực kỳ đã luôn. Mà sai trái kinh khủng luôn mọi người. Nè, bây giờ chúng ta cùng đi tiếp những cây tiếp theo. Cây này gần thì mình không có. Đây. Cây này thì trái đang còn nhỏ hơn mọi người ha. Đây mọi người xem này. Đấy. Cây đó nữa kìa mọi người. Mọi người thấy không? Mình sẽ lại gần cho mọi người xem. Đây mọi người này. Trái cực kỳ nhiều luôn. Hầu như là cái dòng bơ này á, ở trong vườn của mình á là 9 trên 10 cây đều sai quả như thế này. Năm ngoái tính ra là thu bói nhưng mà nó không có nhiều như vậy đâu mọi người. Một cây năm ngoái chỉ có đâu đó tầm 5-7 kg gì đó thôi. Mà năm nay mọi người xem này. Trái cực kỳ nhiều luôn. Rất đã luôn. Đấy. Nhắc lại với mọi người đây là bơ gọi là bơ TA21 mọi người ha. TA21. Giống bơ này có nguồn gốc từ viện Ecamat Tây Nguyên. Thời điểm thu của bơ này tại vườn mình năm ngoái của vườn này luôn mọi người ha, là cây bơ mà thu bói á thì năm ngoái thu vào tháng 9 mọi người. Có một số trái mà mình sót á thì nó còn lại tới tháng 11, tuy nhiên là cái lượng đó rất là hiếm. Đại đa số là thu vào tháng 10. Trên này quá trời trái luôn. Đã lắm. Cây này chú chắc cũng gần cả tạ. Bơ này mình trồng xen với cà phê mình trồng xen với cà phê mọi người này. Đây này. Xong cái mình mới tiến hành mình ghép ghép cao. Đây mọi người. Mình ghép trên này. Đấy vết ghép này. Còn luôn này. Còn đây là gốc cà phê của mình này, vẫn còn ha. Đấy, gốc cà phê vẫn còn. Cây này là cây nhỏ nhất vườn đây. Cũng có thể nói là cây cằn cỗi nhất vườn. Nhưng mà cái lượng trái mọi người này cũng ác chiến lắm. Chắc không phải 50-60 trái gì đó. Cũng đã có trái thu được rồi mọi người này. Trái như thế này là chín rồi mọi người này. À, già rồi này. Cơ bản trái này thì chắc cũng được 8 tuổi mấy rồi. Đấy, mình sẽ hái cho mọi người xem. Trái này thì cũng hơn 8 tuổi, 8 tuổi mấy, 8 tuổi rưỡi rồi mọi người này. Trái như thế này chúng ta cắt cắt xong chúng ta ủ thì nó tầm khoảng cỡ 3 ngày là nó chín ha. Ví dụ như chúng ta ship đi gửi thành phố chẳng hạn như là Đắk Lắk gửi Sài Gòn hay Đà Nẵng thì tới nơi xong chờ tầm khoảng 2 tới 3 hôm là chúng ta sẽ có trái bơ ăn. Không thuốc thang mọi người. Trái này chắc tầm khoảng cỡ 3 lạng rưỡi 4 lạng gì đó. Cũng có vài trái già rồi ha. À, ok. Như vậy là mình vừa quay cho mọi người cùng chiêm ngưỡng về cái một số cây bơ TA21 của vườn nhà mình cho mọi người cùng xem. Sau mình sẽ quay tiếp cái dàn 034. Đây mọi người này. Trái ha. Dàn 034 thì cũng như thế này mọi người, nhưng mà nó
căn bản là nhìn nó trái cũng nhiều, nhưng mà do vì nó dài á cho nên nhìn nó nhiều. Chứ thực ra thì trái 034 năm nay không có đạt bằng cái TA21 mọi người ạ. Thì mình làm là mỗi do cái diện tích của mình là nó ít, cho nên là mình làm mỗi loại một một ít á thì cũng có thu. Đấy, mọi người xem này. Nhắc lại với anh chị nào sỉ á, hay lẻ bơ này sẽ thu hoạch vào tầm khoảng từ tháng 8 mọi người ha. Và nếu như anh chị nào chúng ta có nhu cầu thì cứ alo, mình chỉ cần có xe thôi, mình sẽ ship cho mọi người. Bơ này độ sạch thì khỏi bàn rồi. Đó, mọi người coi, cực kỳ nhiều trái luôn. Ok, bây giờ mình sẽ dừng cái clip tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Kính chúc mọi người sức khỏe và mùa màng bội thu. Cảm ơn mọi người.